trên trời của linh phù hộ, không tìm thấy họ. Chào mọi người. Tổ tiên La Long đại hiển thần thông, anh linh phù hộ hậu đại hưng dường, hương thân năm lĩnh, 19 trại hương, phúc báo tổ tiên, tránh cho ngoại địch xâm phạm. Thành tâm ở đây thiết án khấu tạ tiên hồn, cùng ca tụng liệt tổ liệt tông La Long, đức tựa trời cao. Đó là gì vậy? Đây là thứ gì? Đây là chim sáp viết bài đấy. Kia là thứ gì? Thứ gì vậy? Đúng vậy, là máy bay sao? Hình như là máy bay của quỷ Nhật. Đúng, là máy bay. Lần trước giáo hoàng hải có dễ thứ ấy, thế là gà bay trên trời. Là thành ra như vậy sao? Cái máy bay đó đang làm gì vậy? Mau, núp đi. Mau, mau, mau. Mau chạy đi. Chạy mau. Ông trời ơi, ngài mở mắt ra mà xem. Đây là thứ ma thuật của ma quỷ gì đây? Giết người dân của ta, phá hoại gia viên của ta vậy? Trưởng lão, mau bỏ ra. Trưởng lão, đi mau. Trưởng lão, đi bên này. Bên này. Chạy mau, chạy mau đi. Cẩn thận. Anh Thất, anh Thất, Thất Thúc Công, anh Thất, Thất Thúc Công, anh Thất, anh Thất, sao anh đã đi rồi? Loạn rồi, loạn rồi, không sống được ở đây nữa rồi. Loạn rồi, trấn trưởng, trấn trưởng, không sống rồi. Bên tàu bị đám quỷ nhờ cho nổ tung rồi. Cái gì? Chúng ta chỉ có thể đi đường núi thôi. Hết cách rồi, đường núi đi chậm, nhưng không có thuyền phải làm sao? Đừng nói nữa. Chuẩn bị xong xe chưa? Xong rồi. Phu nhân lên xe chưa? Xuống ngay đây ạ. Chất lên xe, chất lên xe, chất lên xe. Đúng, chất lên xe, mau chất lên xe. Nằm xuống. Cũng không biết trong trại như thế nào nữa. Họ có chịu nạn không? Chị Xuân Lan, hay là chúng ta về trại xem sao? Trong trại thì chị không lo. Diêu nương sẽ đưa mọi người trốn vào hang động. Chúng ta ở đây cây nhiều người ít, thương vong sẽ không quá lớn. Tôi chỉ sợ người dân ở trong trấn sẽ không có chỗ trốn, chắc chắn là sẽ có rất nhiều thương vong. Đúng vậy, hay là chúng ta lên trấn xem sao? Đúng, đi mau. Được, mọi người chú ý, chúng ta phải đi cứu người. Dừng, đi mau. Còn ai không? Còn ai không? Còn người còn sống không? Đại quản gia, ngày cuối cùng cũng về, người bên trong chết cả rồi. Cẩn thận đại quản gia. Tiểu An. Dậy đi. Nào, giúp một tay. Nào, khiêng dậy, khiêng dậy. Mở ra. Bên này, để tôi. Mau, khiêng dậy, mau. Dậy đi, y tế, kiên trì một chút. Mau tới đây, người này còn sống. Nào, 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 giúp đỡ một chút. Để tôi, cẩn thận, khiêng vào. Thế nào rồi? Đại thiếu phu nhân, không sao chứ? Tình hình nhà thế nào rồi? Phòng ốc còn ổn, nhưng đã chết rất nhiều người. Báo cáo. Nói. Trấn Trường Hải trốn rồi.
Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói rõ ràng. Có người nhìn thấy hắn mang theo một đống hòm đường, ngồi lên xe trốn rồi. Vậy các anh đã kiểm tra nhà kho chưa? Chúng tôi đập hết mọi thứ để kiểm tra rồi. Nhà kho trống không, bên trong chỉ là một bãi quan tàn. Đúng thật là hắn đút túi riêng rồi. Giờ phải làm sao đây? Hương thân gặp nạn, giờ đến ăn ở cũng là vấn đề. Cũng không biết các trại khác như thế nào. Như vậy đi, người trại xông qua của chúng tôi sẽ đến các trại khác xem sao. Lúc này cũng chỉ có thể mọi người dìu dắt nhau cùng vượt qua hoạn nạn này thôi. Tôi cũng sẽ lập tức báo cáo với cấp trên và xin cứu trợ. Được, đi. Người trại xông qua, tới đây hết đi. Chút nữa chúng ta đến mỗi trại xem tình hình thương vong như thế nào. Hiếu Trùng, cậu đến trại Hát Phong. Hiếu Tính, cậu đến trại Hát Ngưu. Những người còn lại ở hai người một tổ, đến từng trại xem như thế nào. Báo cáo. Mời vào. Đặc phái viên, số liệu thống kê thương vong đã có rồi. 19 người chết, 28 người bị thương, trong đó 13 người bị thương nặng. Còn chưa bắt đầu đánh trận, đã tổn thất nhiều binh lực đến vậy rồi. Phải đi đâu bổ sung binh lực đi? Báo cáo, bộ chỉ huy gửi tin tới. Đọc đi. Theo báo cáo, một đội lính Nhật đang tiến về phía vòng tuyến thứ nhất của trấn La Long với tốc độ rất nhanh, nên nhóm quân Nhật này muốn đánh chiếm La Long, bắt buộc phải kiên cường đánh trả. Được chưa tôi? Nhanh vậy sao? Nói tới là tới rồi. Anh xem đi. Bên trên bảo chúng ta phải kiên cường bảo vệ trấn La Long, cố thủ đội diện binh. Đại đội trưởng Triệu, anh thấy sao? Đội một lính Nhật. Đội một là có bao nhiêu người chứ? Không nói tỉ mỉ, đặt phái viên. Chúng ta có phải nên hỏi lại bộ chỉ huy không? Nếu bộ chỉ huy biết đội quân Nhật Bản này có bao nhiêu người thì đã sớm báo cho chúng ta rồi. Trận này không dễ đánh. Không dễ đánh cũng phải đánh. Quỷ Nhật đã đánh tới cửa rồi, chúng ta còn có thể không đánh sao? Đại đội trưởng Triệu, anh và tôi đều là quân nhân cách mạng, báo hiếu quốc gia là chức trách của chúng ta. Triệu mổ tôi nguyện theo đặc phái viên chống giặc tới cùng, lấy chết báo quốc. Anh phái lính trinh sát của anh ra ngoài điều tra trước đã. Rõ. Anh tới trại xông qua, mời Dương Xuân Lan. Cứ nói tôi có chuyện muốn thương lượng với cô ấy. Rõ. Đại đương gia. Đại đương gia, năm lĩnh 19 trại tôi đều đã đi qua rồi. Tuy mỗi trại cũng nói là sung túc, nhưng họ đều thể hiện bằng lòng dốc toàn bộ sức lực, gom lương thực và tiền bạc, giúp đỡ trấn La Long vượt qua nguy nan. Tốt. Đương gia, đương gia à, tôi đang cân nhắc. Sao là còn nguy hiểm lớn hơn của đang chờ ở phía sau? Người Nhật Bản còn có thể là cho nổ sao? Không chỉ là bom nổ, còn cả quân lính. Trận quanh tạc này chẳng qua là chuẩn bị cho cuộc tấn công của chúng thôi. Lần này trấn La Long thật sự phải bị quân Nhật Bản chiếm lĩnh rồi. Chúng ta không thể đồng ý. Cứng đối với cứng, ta sẽ không trụ được. Đương gia, cô đâu phải là người gan thỏ đế, sợ này sợ kia đâu. Hôm nay cô bị làm sao vậy? Tú Tú, cô không biết đó. Lần này đám quỷ Nhật từ Đông Bắc đánh tới Hắc Hoa, từ Thượng Hải đến tới Vũ Hán rồi. Em nghĩ mà xem, mấy triệu quốc dân cũng không trụ được, thì chỉ dựa vào một qua trại xông qua bé nhỏ con của ta có thể trụ được chắc. Trụ không được cũng phải trụ. Chúng ta đánh cùng lại người ta, cũng phải liều chết đánh. Dù sao cũng không được để bọn chúng thoải mái được. Tiến tới trấn La Long, đánh thì nhất định phải đánh, nhưng phải đánh khéo. Đánh khéo. Đánh khéo như thế nào? Đương gia, đặc phái viên Dương phải lên truyền lệnh tới tìm cô. Không nói chuyện gì sao? Cậu ta nói đặc phái viên tìm cô để thương lượng về chuyện quan trọng. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Làm sao vậy? Đường phía trước là bị quân Nhật chặn rồi. Quỷ Nhật, đúng. Trấn trưởng, trấn trưởng, đằng trước bị chặn đường rồi. Chặn đường.
Chẳng gì chứ. Nói với họ, Hạ Dụng Trấn La Long muốn đi qua. Cái này cái gì? Thế này, cậu đi qua đó nói một tiếng đi. Nói một tiếng, đây đâu phải là chuyện nói hay không nói đâu. Vậy là gì? Nói đi. Ngàn dân bỏ chạy ở dưới Hạ Lung đã bị chặn đường rồi. Họ nói là người Nhật Bản tới rồi. Người Nhật Bản đấy. Cái gì? Người Nhật Bản. Bên trên không phải nói là người Nhật Bản tuyệt đối sẽ không đánh vào Trấn La Long sao? Nói là dù có liều mạng cũng phải chặn người Nhật Bản ở mảnh núi đá bên ngoài Trấn La Long. Người Nhật Bản này muốn đánh Hạ La Long. Phía bên Tây Nam sẽ rất nguy hiểm. Trấn trưởng, lời phía bên trên ngài cũng nghe thấy được sao? Họ nói người Nhật Bản không đến được đâu. Người Nhật Bản đã đến rồi. Bỏ đi, bỏ đi. Đằng trước không cho đi. Chúng ta quay trở lại. Trở về Trấn La Long. Quay đầu. Trấn trưởng, ngựa tốt của băng cổ quay đầu. Chúng ta quay trở lại. Người Nhật Bản đã vào trong trấn rồi. Chúng ta còn yên ổn sao? Vậy cậu nói đi, chúng ta nên đi đâu? Đi đâu cũng là binh quan mã loạn, đi đâu mà chẳng giống nhau. Đừng nghĩ nữa, quay đầu đi. Trấn trưởng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đi một bước tính một bước. Thật sự không hối hận chứ? Vậy sao tôi phải hối hận chứ? Trong trấn có bao nhiêu người như vậy, trời sập thì mọi người cũng chết. Qua xong thì tên lùng sạc chết trước. Tôi là thằng lùng trong trấn La Long sau. Đương nhiên là không phải. Ngài đường đường là trấn trưởng mà. Đúng vậy. Cường Long khó áp địa đầu xà. Cái gì mà ta chưa từng gặp qua chứ? Ta không tin. Ta không có cả chỗ thương lượng với người Nhật Bản. Trấn trưởng, ngài sẽ không, ngài sẽ không làm Hán Giang đấy chứ? Ngươi mới làm Hán Giang đấy. Quay gì? Tìm chị có chuyện gì vậy? Quỷ nhiên sắp tới rồi.